Trận này đội đá hay nhất danh, hay nhất từ đầu giải luôn đó. Khen nhà 10 điểm. Đá không hay là anh đá vô đầu tụi nó ngay. Nhưng mà anh tạch ban 2 lần nha. Mấy đệ có cười vô mặt anh chưa? Sời, hé môi là anh đẩy lên ghế dự bị liền. Như thằng nhãi đi ba lô đó. Nhưng em cũng nên xem lại lịch sử đi. 2 lần Argentina vô địch là 2 lần có bác tạch ban nha em. Mà cuối trận anh với Lewy thì thầm to nhỏ gì vậy? Anh hỏi gánh Barca nổi không? Hay anh về gánh phụ cho? Rồi anh trả lời sao anh? Dạ không bé ơi, làm gì có tiền lương phát mà về. Anh đã free từ thiện thì may ra nha. Đó, nó nói vậy đó. Ủa em, nhà vô địch mà đá đấm kỳ vậy em? Có gì đâu chị, đội em có vé rồi. Cần gì đá nữa chị, thấy không? Không cần phi sức mà vẫn cứ nhất bảng. Chứ sức em vô sút vài quả là gãy xà ngang cột dọc liền. Hay quá, học đâu cái thói khỉ nhau nhanh vậy. Mà tính ra cũng 8 năm rồi thì bầy gà nhà em mới thua một trận ở quân cấp đó. Hãnh diện ghê. Ôi giời ơi, mấy cái thống kê ấy vô nghĩa. Như Argentina của anh Messi đó chị. Tạch phen mà dám nói khả năng lịch sử lặp lại. Còn đội hình của họ thì ôi dồi ôi, nghe mắc cười. Nhỏ mà khỉ anh lớn. Mở hổng nha. Ui da, đau.